Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, ngày 23 tháng 8 năm 2010. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, Giảo Duyệt, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 121. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải, trang 141, dòng thứ 6. Chúng ta đọc một đoạn kinh văn: Đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa, cập đắc nhất thiết Đà La Ni môn, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội, cụ túc tổng trì Bách Thiên tam muội, trụ thâm thiền định, tức độ vô lượng chư Phật, ư nhất niệm khoảnh biến du nhất thiết Phật độ. Đây là một đoạn kinh văn. Đoạn kinh văn này nói đến đức tự lợi của các vị Bồ Tát tham dự pháp hội. Chúng ta vừa xem kinh văn liền hiểu đây chẳng phải là những vị Bồ Tát bình phàm, mà vị nào cũng đều là pháp thân đại sĩ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Các ngài có trọn đủ các đức tướng, chẳng khác gì những vị đã chứng rốt ráo Phật quả. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này cảm thấy vô hạn ngưỡng mộ, mà đồng thời cũng là vô hạn an ủi. Vì sao? Sở chứng của hết thảy chư Phật chính là tánh đức của chúng ta. Kinh Đại Thừa thường nói: ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm. Những pháp này đều là pháp môn đạt đến quả địa rốt ráo hết thảy các pháp. Trước hết, chúng ta xem chú giải. Đầu tiên, cụ Hoàng Niệm Tổ chỉ ra tam ma địa là gì. Tam ma địa là một thuật ngữ, phạn ngữ, cựu xưng tam muội. Tam ma đề, tam ma đế đẳng. Trong kinh văn hoặc trong các bộ luận hoặc trước thuật của Tổ sư Đại Đức, chúng ta thường thấy những danh từ ấy. Phải có lý giải chánh xác danh từ này. Đây là tiếng Phạn. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là định, phiên di định, chánh định,
chánh thọ, điều trực định, chánh tâm hành xử, đẳng trì. Những danh từ ấy đều dịch từ danh tướng Tam Ma Địa. Những danh tướng ấy đều có ý nghĩa giống nhau. Kế đó cũng có giải thích. Trí Độ Luận viết: thiện tâm nhất xứ trụ bất động, thị danh tam muội. Giải thích theo ý nghĩa này rất hay. Trong những người hiện diện chúng ta, các đồng học chẳng học Phật thì thôi, chứ các đồng học học Phật đều chẳng ra ngoài lệ này. Hễ biểu lộ tính tình bộp chộp, hời hợt, tức là chẳng có tam ma địa. Nói theo kiểu người Hoa là thiếu định lực, không có công năng thiền định. Nếu không có thì có liên quan gì đến sự tu hành của chúng ta hay không? Quan hệ khá lớn. Không có định lực, bất luận dùng công phu gì, bất luận dùng pháp môn gì, Phật Pháp nói 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, cho đến pháp môn niệm Phật, phương tiện thù thắng khôn sánh, đều chẳng thể thành tựu. Nguyên nhân chẳng thể thành tựu là gì? Tâm quý vị tán loạn. Vấn đề này nghiêm trọng. Tâm tán loạn không chỉ là tu đạo chẳng thành tựu, mà tu bất cứ điều gì trong thế gian cũng chẳng thể thành tựu. Nên mới biết không có định lực có quan hệ to lớn. Vì thế xếp câu này lên phía trước, nhằm nói lên đức thành tựu thứ nhất của hết thảy các vị pháp thân đại sĩ tham dự pháp hội. Chúng ta phải học, không học chẳng được. Có tam muội thì mới có thể khai trí huệ. Quý vị xem câu tiếp theo là: đắc nhất thiết đà la ni, tùy thời ngộ nhập hoa nghiêm tam muội. Nếu chúng ta truy cứu nguyên nhân vì sao tâm chúng ta chẳng thể định, tôi nghĩ các vị đồng học tu tập đã lâu nhất định thấu hiểu. Những người tu học Đại Thừa nhất định chẳng thể rời khỏi lục ba la mật của Bồ Tát. Định được tu thành bằng cách nào? Tinh tấn. Quý vị thấy tâm quý vị tán loạn, tức là quý vị chẳng tinh tấn. Vì sao chẳng thể tinh tấn? Quý vị chẳng có kiên nhẫn, chẳng có nhẫn nhục ba la mật, chẳng thể nhẫn, chứng tỏ quý vị chẳng trì giới. Trì giới chẳng tốt đẹp, chứng tỏ quý vị chẳng buông xuống. Bố thí là buông xuống. Quý vị xem nha, trụ Tam Ma Địa là tầng thứ 5 trong lục ba la mật, không có 4 tầng công phu phía trước, làm sao quý vị có thể đắc tam muội cho được? Đồng học niệm Phật
đạt được môn định có tên là niệm Phật Tam Muội. Chỉ cần đắc niệm Phật Tam Muội, giảng sanh bèn nắm chắc. Tuy công phu không sâu, tu các pháp môn khác chưa chắc có thể thành tựu, nhưng do một chút công phu này có thể thọ dụng khá lớn trong pháp môn tịnh tông. Sanh về cõi phàm thánh đồng cư, há còn có vấn đề gì hay chăng? Điều này có quan hệ to lớn với chúng ta. Chúng ta hiểu, nếu muốn đắc niệm Phật Tam Muội, đầu tiên là phải biết tinh tấn. Chân tinh tấn nhất định phải do nhẫn nhục ba la mật mà có. Quý vị chẳng thể nhẫn nại chịu đựng thì không được, chẳng thể định. Do vậy trước đó là trì giới và bố thí. Bố thí là buông xuống. Thứ gì vẫn mong tham đắm, vẫn muốn khống chế, vẫn muốn chiếm hữu, người như vậy tu hành trong Phật môn, nói dễ nghe một chút là tu một chút phước báo nhân thiên. Nói như vậy là tán thán kẻ ấy, nói lời giả chẳng thật, nói lời thật sẽ rất khó nghe. Nói lời thật thì là gì? Cổ đại đức có nói một câu rất hay: trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Đó là nói lời thật. Vì sao? Vì quý vị không hiểu Phật Pháp mà cứ tự cho là đã hiểu. Chẳng chân tu mà ngỡ mình là chân tu. Nếu quý vị hộ trì đạo tràng nhưng tri kiến bất chánh, sẽ chẳng thật sự làm chuyện hoằng dương hộ trì, mà ngược lại trở thành gây chướng ngại. Chướng ngại người khác tu hành, nhân quả ý quý vị chẳng có cách nào tránh né. Vấn đề bèn nghiêm trọng. Người ta tu hành chẳng thể thành tựu, đoạn dứt pháp thân huệ mạng của người khác, tội còn nặng hơn giết hại thân mạng của người ta. Thân mạng bị mất đi, họ lại đầu thai chuyển thế rất nhanh, lại có được thân mạng mới. Nhưng huệ mạng chẳng vậy, dẫu lại đầu thai chuyển thế trong loài người, có cơ hội gặp gỡ Phật Pháp hay không? Kinh giáo có nói: thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Đúng vậy, chẳng giả. Nhiều năm qua, các đồng học chúng ta thường cùng nhau học tập, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau chia sẻ. Có mấy người thật sự thành tựu? Có mấy người thật sự được thọ dụng? Đừng nói ai khác,
Trước hết hãy quay về xét lại chính mình. Chính mình có thật sự thọ dụng hay không? Trong cảnh giới, bất luận là hoàn cảnh vật chất hay trong hoàn cảnh nhân sự, quý vị có thể chẳng bị ngoại cảnh ảnh hưởng, tâm được tự tại hay không? Tự tại vì vậy chẳng sanh phiền não, chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là đắc tự tại. Nếu thấy chuyện chẳng vừa ý, trong tâm rất khó chịu, còn có oán hận, gặp chuyện vừa lòng vẫn sanh tâm hoan hỷ, vẫn sanh tham ái, quý vị là phàm phu, phàm phu chính công, chưa được thọ dụng do tu hành Phật pháp. Hàng ngày chúng ta phải biết phản tỉnh, phải kiểm điểm chuyện này. Pháp thế gian có thể gạt gẫm người khác, dối gạt chính mình, nhưng học Phật thì chẳng thể. Mục đích học Phật là gì? Thành Phật. Trong pháp môn tịnh tâm, giảng sanh là thành Phật. Phải nhận biết rõ ràng điều này. Người giảng sanh y thật sự thành Phật, lại còn quyết định thành tựu trong một đời. Pháp môn này thù thắng khôn sánh, đời này gặp gỡ chẳng dễ gì có được. Giống như trong bài kệ Khai Kinh đã nói, bát thiên vạn kiếp nan tao ngộ, thế mà chúng ta đã được gặp gỡ. Gặp gỡ mà ở ngay trước mặt lại bỏ lỡ, tổn thất quá lớn. Gặp được thì phải nắm lấy. Đời này quyết định được sanh về tịnh độ, quý vị đã thành tựu, công đức từ vô lượng kiếp tới nay đã viên mãn. Có thể giảng sanh hay không, điều ấy tùy thuộc quý vị có còn tham luyện thế giới này hay không. Quý vị có thật sự buông xuống hay không? Phần kinh giảng phía trước nói Đức Thế Tôn thị hiện tám tướng thành đạo. Trong đó tướng chuyển pháp luân được nói nhiều nhất, cặn kẽ nhất. Đức Như Lai thị hiện trên thế gian đã thành Phật từ bao kiếp lâu xa. Nêu gương cho chúng ta thấy, chúng ta phải học như thế nào thì mới có thể thật sự thoát ly tam giới lục đạo, thật sự vượt thoát mười pháp giới. Điều này trọng yếu. Nên phải thật sự hành. Thật sự hành thì chư vị nhất định phải nhớ kỹ: siêng tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si. Trong Phật môn câu này là lời nói thông thường quá quen thuộc.
nhưng nó có đạo lý rất sâu, lợi ích rất to. Tu hành có thể thành tựu hay không là do hai câu nói như vậy. Này chúng ta chẳng dám nói dứt việc, dứt việc là ai? Mức độ thấp nhất là A-la-hán. Hoặc địa vị thất tín Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, dứt việc tham sân si. Trong tam giới lục đạo có kiến tư phiền não, thành tựu tam học giới định huệ là bậc tiểu thánh, tiểu thành tựu. Chúng ta là người trong lục đạo có thể chứng đắc cảnh giới này, lên cao hơn thì căn cơ của chúng ta chưa chắc đã tốt đẹp như vậy, không nhất định có thể chứng đắc. Nhưng địa vị tiểu thánh thì có thể chứng đắc. Chưa chứng tứ quả, nhưng chứng sơ quả thì cũng khá lắm. Có thể chứng sơ quả, sanh về thế giới cực lạc, chẳng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, mà sanh trong cõi phương tiện hữu dư. Tiểu thừa sơ quả là thánh nhân, chẳng phải là phàm phu. Chúng ta tối thiểu phải đạt mục tiêu ở chỗ này. Đời này chưa làm được, chưa làm được, thì hạ thấp hơn một bậc, vẫn có thể sanh trong cõi phàm thánh đồng cư. Phải dùng mục tiêu trên đây. Cổ nhân nói rất có lý. Nếu định mục tiêu ở mức độ thấp nhất, chưa chắc quý vị đã có thể đạt được. Phải đạt tiêu chuẩn cao hơn một chút, đó là chánh xác. Do vậy, chúng ta thật sự mong tu tập. Những năm qua, chúng tôi cũng rất nghiêm túc suy xét. Vì sao tam học giới định huệ và giới luật cơ bản là thập thiện nghiệp đạo chẳng làm được? Sa di luật nghi của giới xuất gia chẳng làm được. Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Nếu chúng ta xem xét tình trạng của khá nhiều người tại gia và xuất gia, sẽ có sự cảnh giác rất lớn. Mấy người giảng sanh, lúc mất đầu óc tỉnh táo, tướng lành hy hữu, người ta thật sự ra đi. Thật sự đến thế giới cực lạc, nếu lúc mất chẳng sáng suốt, vẫn mê hoặc điên đạo, nếu ra đi như vậy,
bèn sẽ có phần trong tam đồ. Chúng ta có nên cảnh giác hay chăng? Đời người rất ngắn ngủi, nhất là từ lứa tuổi trung niên trở đi. Ngã ngữ thường nói, trên đường hoàng tuyền chẳng phân biệt già trẻ. Người đến độ tuổi trung niên nhất định phải nâng cao tánh cảnh giác. Đang dần dần tiến đến tuổi già, cũng có nghĩa là có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thuở Ấn Quang Đại Sư lão nhân gia tại thế, mỗi ngày đều nhìn một chữ, tức là chữ chết. Lão nhân gia tự viết, dán sau lưng tượng Phật. Mỗi ngày lạy Phật, niệm Phật đều trông thấy, răn nhắc chính mình. Chẳng còn chấp trước, hãy còn nhiều thời gian, chẳng có ý niệm ấy. Mỗi ngày đều coi ngày ấy như là ngày cuối cùng trong đời mình. Cảnh giác cao như thế, thì mới có thể nghiêm túc đối với tam học giới định huệ. Chẳng có sự cảnh giác cao như thế, quá nữa sẽ sơ sót. Cuộc sống mỗi ngày sẽ tùy thuận tập khí phiền não của chính mình. Đó là chẳng dối gạt ai khác, mà là lừa gạt chính mình. Chúng ta thấy những người tu hành trong quá khứ, thuộc thế hệ trước, thế hệ chúng tôi đã không được rồi, chúng ta nhìn lên thế hệ trước đó nữa, lại nhìn lên một thế hệ cao hơn nữa. Họ thật sự nêu gương tu hành. Thế hệ chúng tôi chẳng đáng làm thầy người khác, mà cũng chẳng thể nêu gương tu hành tốt đẹp cho người khác. Kể ra tôi cũng vẫn còn rất may mắn, gặp gỡ ba vị thầy tốt đẹp, là giáo sư Phương Đông Mỹ, Chương Gia Đại Sư và lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, kể cả lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Cũng có thể là tấm gương cho chúng ta. Người ta tu thành công ra sao? Đạt vững vàng nền tảng. Nền tảng là giới luật, là cội rễ của tam muội. Chứ vị phải ghi nhớ, do giới đắc định, do định khai huệ. Trí huệ tuyệt đối chẳng phải là quý vị học bao nhiêu thứ, nhớ bao nhiêu kinh sách. Những điều ấy chẳng khai trí huệ. Không có giới và định, những điều quý vị học được là Phật học, là tri thức, chẳng phải là trí huệ. Phải hiểu rõ tri thức và trí huệ là hai chuyện. Trí huệ là thành tựu do giới và định. Tri thức chẳng cần đến giới và định. Cũng có nghĩa là trong tri thức chẳng có giới và định. Có giới và định, tri thức liền biến thành trí huệ. Chúng tôi suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc do nguyên nhân nào, vì sao người hiện thời chẳng bằng cổ nhân?
Người hiện thời coi nhẹ dung bồi giáo dục. Chuyện này chẳng thể trách quý vị, mà cũng chẳng thể trách cha mẹ quý vị, cũng chẳng thể trách ông bà quý vị. Đúng như Đức Thế Tôn đã nói trong bộ kinh này: tổ tiên vô tri, chẳng biết đạo đức. Chẳng có ai nói, thật chẳng đáng trách. Chẳng thể trách quý vị vì có nhân tố lịch sử. Sau khi nhà Mãn thành vong quốc, đến nay là 99 năm, sang năm vừa đúng 100 năm, tức là một thế kỷ. Trong thế kỷ này, cả nước Trung Hoa là cục diện động loạn, chẳng được an định. Thuở đầu quân phiệt cả cứ, tiếp đó là kháng chiến chống Nhật suốt 8 năm. Trong 8 năm kháng chiến, tổn thất lớn nhất là sự giáo dục. Trong nền văn hóa truyền thống bị bỏ sót. Lớp tuổi tôi sanh trưởng tại nông thôn, còn dính líu đôi chút văn hóa truyền thống. Ở đô thị chẳng có, ở nông thôn còn có trường tư thục, chúng tôi được dính líu đôi chút. Chứ ở thành thị chẳng có, đã đổi thành học hiệu. Chẳng học những thứ xưa cũ trong truyền thống Trung Quốc. Mà những thứ truyền thống dung bồi giáo dục chính là những thứ cũ kỹ. Đệ tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp là ba căn cội của Nho Thích Đạo. Vào thời cổ, trẻ nhỏ vừa lọt lòng đã được cha mẹ dạy. Không phải là dạy trẻ học, mà là làm cho chúng nó thấy. Trẻ thơ từ thuở lọt lòng cho đến 3 tuổi là 1000 ngày. Những gì chúng nó thấy, nghe, tiếp xúc, chúng nó đều học toàn bộ, trở thành thâm căn cụ đệ. Trong quá khứ, không chỉ là cha mẹ, mà trước mặt trẻ con, người lớn luôn nêu gương tốt, vì sợ dạy hư trẻ nhỏ. Phàm là những thứ phản diện, sẽ trọn chẳng cho trẻ thơ tiếp xúc. Đó là yêu thương thế hệ kế tiếp. Sau thời kháng chiến, rốt cuộc cũng chẳng thấy chuyện ấy nữa. Không chỉ là chẳng nhìn thấy, mà cũng không có ai nói tới, chẳng nghe thấy nữa. Làm sao quý vị biết được? Đó là căn cơ để thành thánh, thành hiền. Thế gian và xuất thế gian, thành Phật, thành Bồ Tát. Hiện thời chúng ta biết những thứ ấy trọng yếu, căn cơ ở chỗ này. Do vậy muốn có thành tựu, chẳng thể không học bổ sung những môn công khóa ấy, tức là ba căn cội của Nho Thích Đạo. Ba căn cội ấy nói theo Phật Pháp là căn bản đại giới. Đệ tử quy là căn bản đại giới của chúng ta. Cảm ứng thiên là căn bản đại giới. Thập thiện nghiệp đạo
là căn bản đại giới của Phật. Dung bồi ổn thọa ba căn bản ấy, người xuất gia học sa di luật nghi rất thoải mái, nhẹ nhàng. Vì sao? Căn cơ đã được đặt vững rồi. Tôi tin tưởng nếu đã dung bồi tốt đẹp ba căn bản ý thì công khóa sa di luật nghi tối đa 2 tháng đã tốt nghiệp. Sau đây phải tuân thủ giáo huấn của Tổ sư Đại Đức, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, không ai chẳng thành tựu. Đối với kinh luận, trong thời đại này, tốt nhất là chúng ta chọn lựa kinh điển Tịnh Tông. Điển tịch Tịnh Tông chẳng nhiều lắm, chỉ có 5 kinh 1 luận. Chọn lựa một môn, khiến cho tâm định, định vững nơi một môn, thì là tam muội hay là tam ma địa. Tối thiểu là 10 năm chẳng thay đổi. Tâm phải định lâu dài như thế, 10 năm không thay đổi, thâm nhập một môn. Cách học như thế nào? Thí dụ như đối với bộ kinh Vô Lượng Thọ này, quý vị bèn chuyên môn niệm kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày tối thiểu niệm 2 lần, coi như là công khóa sáng tối. Sáng sớm niệm 1 lần, buổi tối niệm 1 lần. Phải tận hết sức tìm thời gian để nghe giảng. Hiện thời đĩa CD giảng kinh rất nhiều, hãy nghe nhiều, nghe mỗi ngày. Mỗi ngày tối thiểu chẳng thể ít hơn 4 giờ nghe kinh mỗi ngày. Suốt 10 năm chẳng gián đoạn một bộ kinh này. Xin chúc mừng quý vị. Nếu quý vị thực sự có thể làm như vậy, đại khái là từ 3 năm đến 5 năm, quý vị đắc tam ma địa, liền chứng đắc. Đó là niệm Phật tam muội. Đã đắc niệm Phật tam muội, lại còn 2-3 năm sau, quý vị liền khai ngộ. Khai ngộ thì quý vị tự nhiên quán thông ý nghĩa trong kinh này. Quý vị giảng bộ kinh này chỗ nào cũng hợp đạo. Đã dùng quán vững vàng căn bản, một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Quý vị chưa từng học, nhưng chỉ cần cầm đến, vừa thấy liền hiểu rõ. Nghe người khác niệm, vừa nghe liền hiểu rõ. Quả thật là giống như năng lực của Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư. Ngài chẳng biết chữ, quý vị thấy Ngài nghe người khác niệm kinh, nghe xong bèn giảng giải cho người khác, khiến kẻ ấy khai ngộ. Đó là gì? Trí huệ đã khai. Trí huệ khai như thế. Do vậy học Phật chẳng khó. Khó ở chỗ có tính tâm, có tâm thường hằng, có lòng kiên nhẫn. Khó ở chỗ này. Vì thế dung bồi tốt đẹp 3 căn, tâm quý vị liền định,
chẳng bộp chộp xáo động, ngôn ngữ cử chỉ sẽ rất ổn trọng, có thể nhìn ra được. Giống như Trí Độ Luận đã nói, thiện tâm nhất xứ trụ bất động. Tâm quý vị là đệ tử quy, là cảm ứng thiện, là thập thiện nghiệp. Khởi tâm động niệm đều chẳng tách rời, mà luôn tương ứng với những căn bản ấy. Đó là thiện tâm nhất xứ. Xứ là căn bản giới. Phải ghi nhớ, phải khẳng định ba thứ ấy là giới luật căn bản. Chẳng có những căn bản ấy, chẳng sanh ra giới luật. Năm giới, mười giới đều lấy những điều này làm cơ sở. Không có những cơ sở ấy, năm giới hay mười giới đều thất bại. Tiếp đó sách chú giải lại nói: hữu nhất thiết thiền định, diệt danh định, diệt danh tam muội. Chữ tam trong tiếng Phạn dịch là chánh, muội dịch là định, nên nó có nghĩa là chánh định, chẳng phải là tà định. Mà là chánh định. Bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, hiển giáo hay mật giáo, trên thực tế 84.000 pháp môn, môn nào cũng đều là tu tam ma địa. Nếu tu hành Phật pháp mà tách rời tam ma địa, chẳng tương ứng với tam ma địa, đó chẳng phải là Phật pháp. Hệ là Phật pháp nhất định tương ứng với tam ma địa. Niệm Phật, đắc niệm Phật tam muội, đó là chánh định. Kim Di Đà có nói: nhất tâm bất loạn. Kinh Vô Lượng Thọ nói: nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Những điều ấy đều là thiện tâm nhất xứ trụ bất động. Chúng ta thấy rất nhiều niệm Phật giảng sanh, ông già bà cả niệm bao lâu? 3 năm. Thời gian trọn chẳng dài. Lúc mất, người ta chẳng ngã bệnh, đứng mất, ngồi mất, biết trước lúc mất, ra đi rất tiêu sái. Hơn 40 năm trước, tôi dạy học tại Phật Quang Sơn Đông Phương Phật Giáo Học Viện. Khi ấy, trên núi có một vị công nhân dài hạn, cũng là người nông thôn, kể với tôi nhà ông ta ở làng Tướng Quân, cách Phật Quang Sơn không xa lắm. Đại khái chỉ có 20 hoặc 30 dặm đường. Ông ta kể một năm trước đó,
Nói đến chuyện một năm trước đó, ông ta có một người hàng xóm, là một bà cụ. Bà cụ ấy hết sức thiện lương, lấy thần bái Phật, thần Phật chẳng phân biệt, lại rất siêng năng hăng hái. 3 năm trước bà cưới dâu, con dâu học Phật, hiểu đạo lý nhà Phật đôi chút, khuyên mẹ chồng đừng đi khắp nơi lễ bái, hãy thờ Tây Phương Tam Thánh trong nhà, khuyên mẹ ở nhà niệm Phật, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bà cụ ấy thiện căn sâu dày, nghe con dâu khuyến cáo không tới đền miếu nữa, ở nhà niệm A Di Đà Phật niệm 3 năm. Ngày cụ giáng sanh, bảo con trai và con dâu lúc dùng cơm chiều, các con cứ ăn cơm trước, đừng đợi mẹ. Cụ bảo cụ muốn tắm rửa, thật sự đi tắm. Nhưng con trai và con dâu thật sự hiếu thuận, vẫn đợi cụ. Đợi thật lâu, chẳng thấy cụ ra, bèn đi tìm. Thấy cụ thật sự đã tắm xong, thay quần áo. Nhưng gọi thì cụ chẳng trả lời. Kết quả là sau đó thấy cụ đứng trong Phật đường, đứng ở đó, mặc áo hải thanh, tay cầm tràng hạt. Gọi cụ, cụ chẳng trả lời. Xem kỹ, cụ đã giảng sanh. Quý vị thấy cụ tiêu sai lắm. Biết trước lúc mất, nhưng không cho người nhà biết, sợ người nhà giấy động cảm tình chướng ngại cụ. Quý vị thấy cụ tắm gội sạch sẽ, thay quần áo mới, đã sớm chuẩn bị kỹ càng để ra đi như thế đó. Vị công nhân dài hạn ấy bảo tôi thật đấy, chính mắt ông ta thấy bà cụ niệm Phật chẳng giả, 3 năm thôi. Chúng tôi nghe nói hoặc chính mình thấy, tối thiểu cũng có 10 mấy người, chẳng giả chút nào. Đó là thiện tâm nhất xứ trụ bất động, liền thành công. Do vậy, tâm không định, suy tưởng lục ba la mật của Bồ Tát, vì sao chẳng định được, không buồn xuống được. Bố thí nhằm bảo quý vị buồn xuống, bố thí là xả. Xả những gì là trọng yếu nhất, không phải là bỏ tiền tài, những thứ ấy là lông gà vỏ tỏi. Bỏ vọng tưởng, bỏ vướng mắc, bỏ ưu lự, bỏ phiền não, bỏ sạch những thứ ấy. Tâm thanh tịnh của quý vị mới có thể hiện tiền. Tâm thanh tịnh trì giới, sanh ra công đức, chẳng phải là phước đức. Do vậy chúng ta phải học kỹ Đệ Tử Quy. Dùng gì để học? Dùng tâm thanh tịnh để học. Học kỹ Cảm Ứng Thiên. Cảm Ứng Thiên là nhân quả. Trong ấy giảng thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo, giảng tổng cộng 195 điều. Phải học thuộc. Mỗi ngày nên phản tỉnh một lượt. Đối với 195 điều ấy, điều thiện ta có làm hay không?
Điều bất thiện ta có sửa đổi hay không? Mỗi ngày thật sự đổ công sức phản tỉnh, sửa đổi. Đó là gì? Là thật sự sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Sau đây đối chiếu với thập thiện nghiệp. Chúng ta làm được bao nhiêu điều trong thập thiện nghiệp đạo? Thập thiện nghiệp chỉ là 10 cương lãnh. Nếu triển khai thì tiểu thừa triển khai thành 3.000 oai nghi. Đại thừa Bồ Tát triển khai thành 84.000 tế hạnh. Triển khai thành 84.000 tế hạnh, mỗi điều quý vị đều làm được, chẳng thiếu một điều nào. Đó là người nào? Thành Phật. Thập thiện nghiệp đạo viên mãn bèn thành Phật. Chúng ta thấy tượng Phật, đặc biệt là tượng Phật bằng hình vẽ. Thông thường vẽ viên quang của tượng Phật, trên đỉnh viên quang có ba chữ là Án A Hồng. Đó là thập thiện nghiệp đạo. Án là thân nghiệp, A là khẩu nghiệp, Hồng là ý nghiệp. Ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, ba nghiệp viên mãn, tức là thập thiện nghiệp đạo viên mãn. Do đó, nếu có người hỏi quý vị Phật Pháp là gì, cổ đại đức đã nêu khuôn mẫu. Phật Pháp là gì? Đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện, tự tịnh ý mình. Đó là Pháp của chư Phật. Không chỉ là một vị Phật, mà tất cả hết thảy chư Phật Như Lai đều dùng những điều này để giáo hóa chúng sanh, thành tựu chính mình. Quý vị thì đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện, là thập thiện nghiệp đạo viên mãn. Tự tịnh ý mình là Tam Ma Địa và hết thảy Đà La Ni Môn. Có ý nghĩa này. Do vậy, chúng ta muốn học Phật thì học ở chỗ nào? Điều này rất trọng yếu. Nếu không, công phu đời này đều uổng phí, rất đáng tiếc. Dung bồi căn bản tốt đẹp một bộ kinh Vô Lượng Thọ, đảm bảo quý vị thành Bồ Tát, thành Phật đạo. Hữu chư hạnh hòa hợp gia danh di tam muội, hòa và hợp vô cùng trọng yếu. Nên Đức Phật dạy chúng ta tu lục hòa kính, phải đối xử hòa thuận, phải hỗ trợ hợp tác. Đó cũng là tam muội. Tam muội là gì? Tâm chúng ta an định nơi hòa thuận và hợp tác. Vì sao phải hòa? Vì sao phải hợp tác? Vì hết thảy chúng sanh và chính mình là một thể. Mắt và tai có cần hòa thuận?
có cần hợp tác hay không? Đặc biệt là chúng ta trong khóa học này, mắt phải chú ý nhìn, tai phải lắng nghe, quý vị mới thật sự nghe hiểu, xem hiểu. Mắt và tai chẳng thể không hợp tác. Hiểu đạo lý này, chúng ta và bất luận kẻ nào, cũng hết thảy chúng sanh, đều phải biết đối xử hòa thuận, hỗ trợ hợp tác. Tâm phải định ở chỗ này. Thật sự làm, điều kiện đầu tiên là phải vong ngã, phải vô ngã thì mới được. Có ta, có người liền đối lập. Đối lập sẽ bất hòa, sẽ chẳng hợp. Phải tiêu trừ đối lập. Phật Pháp gọi đối lập là biên kiến, nhị biên. Phải biết giảng pháp giảng sự là một thể. Kinh Hoa Nghiêm giảng đạo lý ý rõ ràng nhất. Đặc biệt là trong vọng tận Hoàng Nguyên Quán của Hiền Thụ Quốc Sư, đó chính là tổng cương lãnh tu học Kinh Hoa Nghiêm. Bài luận văn ý của Ngài có tựa đề là Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Giảng thấu triệt, minh bạch về mối quan hệ giữa vạn sự vạn vật trong khắp pháp giới hư không giới và chính mình. Từ chỗ này chúng tôi mới thực sự thấu hiểu vô duyên đại từ, đồng thể đại bi trong Đại Thừa Giáo. Chúng tôi mới thực sự thông hiểu. Trước kia tôi luôn nghĩ đó là một hình dung từ, chẳng phải là thực sự. Này mới biết nó hoàn toàn chân thật, chẳng phải là hình dung từ. Hết thảy chúng sanh và chúng ta có quan hệ giống như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cùng một đạo lý. Phàm phu chúng ta mê mất tự tánh, chẳng biết chân tướng sự thật. Chư Phật Bồ Tát đã giác ngộ, các ngài thấu hiểu. Chư hạnh hòa hợp, xác thực là Pháp Thân Bồ Tát mới có thể làm được. Tiểu Thừa A-La-Hán, Bích Chi Phật mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng vẫn kém Bồ Tát rất xa. Nhất thiết thiền định nhiếp tâm, giai danh di tam ma đề, tần ngôn chánh tâm hành sự. Thiền định là một. Vì sao nói hết thảy? Hết thảy là nói tới phương pháp, gọi là tám dạng bốn ngàn pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là môn kính. Tu gì? Toàn là tu thiền định. Này chúng ta chọn phương pháp trì danh niệm Phật, chúng ta dùng phương pháp này để tu thiền định, lấy pháp này làm chủ, mỗi ngày dùng thời gian dài nhất. Ngoài cách ấy ra, chúng ta dùng phương pháp đọc kinh cũng là tu thiền định, cũng là nhiếp tâm. Vì quý vị không đọc kinh sẽ suy nghĩ loạn xạ. Khi đọc kinh, tâm đặt nơi kinh. Dùng phương pháp này cũng là tu định, cũng là tu tam muội.
Đọc kinh Hoa Nghiêm bèn là Hoa Nghiêm Tam Muội. Đọc kinh Pháp Hoa bèn là Pháp Hoa Tam Muội. Đọc kinh Vô Lượng Thọ bèn là niệm Phật Tam Muội. Nếu chúng ta đọc kinh chẳng chuyên tâm, đọc kinh còn có tạp niệm xen tạp trong ý, thì toàn bộ tam ma địa bị phá hoại, tức là chẳng có tam ma địa. Đọc kinh từ Như Thị Ngã Văn cho đến Tín Thọ Phụng Hành, đọc trọn một bộ kinh này chẳng có một vọng niệm nào. Đó là tam ma địa chân chánh. Nếu có mấy vọng niệm, chỉ cần chưa nhiều hơn 5 vọng niệm thì vẫn kể như còn khá lắm, công phu khá lắm. Nhưng nhiều hơn 5 vọng niệm tức là chẳng có công phu. Vì thế khi đọc kinh, tốt nhất là nên đóng cửa lại, phải rút điện thoại ra để khỏi bị bên ngoài quấy nhiễu. Niệm 1 giờ là ta tu định 1 giờ. Ta tu niệm Phật Tam Muội. Niệm 2 giờ là ta tu niệm Phật Tam Muội 2 giờ. Phải hiểu điều này. Bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, tức là bị phá hoại, công phu bị phá hoại chẳng tính. Chân tu là gì? Giả tu là gì? Từ chỗ này quý vị biết ngay. Nhất thiết thiền định nhiếp tâm, giai danh di tam ma đề. Tần ngôn, Tần là Trung Quốc. Phải biết kinh văn này thuộc đời nào. Khi đại sư Cưu Ma La Thập dịch kinh, lúc ấy quốc chúa là Diêu Hưng, nên chúng ta thấy La Thập Đại Sư dịch kinh ghi là Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch. Vì các triều đại tại Trung Quốc dùng chữ Tần quá nhiều, sớm nhất là Tần Thủy Hoàng, sau đó có Phù Tần, cuối cùng có Diêu Tần. Có tới mấy vị đế vương dùng chữ này làm quốc hiệu, nên phải ghi thêm họ của nhà vua vào trước chữ Tần thì mới biết là thời đại nào. Tần ngôn chánh tâm hành sự, hãy chú trọng chánh tâm. Nếu tâm có vọng tưởng thì bất chánh, có phân biệt thì cũng bất chánh, có chấp trước thì cũng bất chánh. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước bèn gọi là chánh tâm hành sự. Đó là thiền định nhiếp tâm. Tâm là chúa tể của vạn sự vạn pháp. Kinh Hoa Nghiêm nói khắp pháp giới hư không giới do đâu mà có, tâm hiện thức biến. Tâm hiện chánh tâm hành sự, nhưng thức biến bèn trật. Vì sao? Thức là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Vì sao không phải là chân tâm? Thức có khởi tâm đồng niệm, có phân biệt, chấp trước, nên thức có thể biến. Tâm có thể hiện, nó không thay đổi. Do không thay đổi nên chúng ta gọi nó là nhất chân pháp giới, cũng chính là gọi
thật bảo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Người trong cõi ấy là chánh tâm hành xứ. Vì họ đều có thể chuyển thức thành trí. Pháp Tướng Tông nói chuyển thức thứ sáu, tức ý thức thành diệu quán sát trí. Thức thứ sáu tức ý thức là phân biệt, chẳng phân biệt là diệu quán sát. Chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ bảy là chấp trước. Chấp trước bạn chẳng bình đẳng. Vì thế chuyện thức thứ bảy, bình đẳng tánh liền hiện tiền. Chuyện thức thứ sáu tức phân biệt, diệu quán sát liền hiện tiền. Chỉ cần chuyển hai thứ ấy, vì hai điều này là chuyển nơi nhân, những thứ khác sẽ liên đới chuyển theo. A Lại Gia tự nhiên liền chuyển thành đại viên kính trí. Năm thức trước tức các thức nơi mắt tai mũi lưỡi thân cũng tự nhiên chuyển biến thành thanh sở tác trí. Trong cõi thật báo của chư Phật Như Lai, chuyển tám thức thành bốn trí là cảnh giới như thế. Vì thế chúng ta gọi nó là nhất chân pháp giới. Trong ý bất biến, con người vĩnh viễn trường sanh bất lão. Giống như Đức Thế Tôn đã giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, cây cối hoa quả vĩnh viễn thường xanh tươi, chẳng có héo tàn rơi rụng. Vì sao? Bất biến. Chẳng giống như cõi này của chúng ta, xuân sanh thành, hạ tăng trưởng, thu thâu hoạch, đông ẩn tàng, có bốn mùa xuân hạ thu đông. Hoa cỏ cây cối biến hóa theo thời tiết từng mùa, vô thường. Thế giới Tây Phương chẳng có xuân hạ thu đông. Đó là nói đến tâm hiện, chẳng có thức biến. Trong mười pháp giới đều có tâm hiện thức biến, đều có hiện tượng ấy. Chỉ trong cõi thật báo mới không có hiện tượng ấy. Chúng ta biết chánh tâm hành xử là cõi thật báo, cõi phương tiện là tương tự, chẳng phải là thật sự. Hữu Pháp Hoa Huyền Tán viết: phạn dân tam ma địa, thử dân đẳng trì, bình đẳng trì tâm, nhi chí ư cảnh, tức thị định giả. Đẳng trì là định, đẳng là bình đẳng, trì là bảo trì. Nói cách khác, diễn diễn gìn giữ sự bình đẳng. Đối với gì để nói? Đối với cảnh giới mà nói. Đó là ý nghĩa của câu chí ư cảnh. Trong cảnh giới có hai thứ, một là hoàn cảnh nhân sự, hai là hoàn cảnh vật chất. Bất luận đối với người hay đối với sự, tức là đối với hết thảy vạn vật, diễn diễn gìn giữ sự bình đẳng. Điều ấy được gọi là tam ma địa hoặc tam muội. Ở đây dùng danh từ đẳng trì, bình đẳng trì tâm, nhi chí ư cảnh. Chúng ta phải học. Học chẳng được ư? Dẫu học chẳng được vẫn phải học. Kẻ khác có phân biệt, ta chẳng có phân biệt. Người khác có chấp trước, ta chẳng chấp trước.
Người khác có thiện ác, ta chẳng có thiện ác. Dùng tâm bình đẳng. Quý vị tu Tam Ma Địa phải vận dụng trong cuộc sống hàng ngày thì mới được. Nếu chẳng thể sử dụng, Tam Ma Địa của quý vị là giả, chẳng thật. Thật sự thì mới biến thành cuộc sống, sẽ là một thứ hưởng thụ. Đối với niệm Phật Tam Muội, chúng ta thấy có những ông già bà cả tu pháp môn niệm Phật. Khi nào công phu của họ sẽ chín muồi? Đại khái là bao lâu? Sau khi niệm Phật một năm, do đó người ta ba năm liền giảng sanh. Có phải là thọ mạng của họ đã hết hay không? Chẳng phải. Công phu của họ thành tựu, chẳng muốn ở trong thế gian này nữa. Dẫu còn thọ mạng nhưng chẳng cần nữa, ra đi trước. Họ có thể ra đi, thật sự có bản lãnh. Quý vị thấy họ xử sự đãi người tiếp vật, tâm và miệng như một. Bất luận gặp ai, bất luận gặp chuyện gì, quý vị thấy họ, họ đều chắp tay cười hì hì. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. A-di-đà-phật là đẳng trị. Trong tâm người ấy, trừ A-di-đà-phật ra chẳng có gì khác. Thật sự hữu dụng. Đối với hết thảy mọi người đều A-di-đà-phật. Thật sự là A-di-đà-phật. Đối với hết thảy sự cũng đều là A-di-đà-phật. Người ấy niệm Phật thành công. Vì sao? Vạn vật trong trời đất chẳng có gì không phải là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật có nghĩa là gì? A-di-đà Phật cũng là một câu tiếng Phạn. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là vô lượng gia. Vô lượng giác là gì? Tự tánh. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Người ấy thấy Phật tánh của hết thảy chúng sanh, há chẳng phải là A-di-đà Phật? Hết thảy vạn vật đều có pháp tánh. Pháp tánh là A-di-đà Phật. Do đó, bất luận đối với người, đối với sự, đối với vật, người ấy luôn một câu A-di-đà Phật. Đó là niệm Phật Tam Muội. Người ấy đã trụ trong niệm Phật Tam Muội. Chúng ta thấy quý vị quan sát cẩn thận. Thông thường là một năm người ấy đạt đến cảnh giới này. Hai năm thuần thuộc, ba năm ra đi. Chúng ta phải học tập điều này. Chứ nên nghĩ chính mình thông minh. Chúng ta thua kém những bà cụ ấy quá xa. Người ta ba năm bèn đến thế giới Cực Lạc làm Phật, chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi trong lục đạo, vẫn tạo nghiệp. Làm sao có thể sánh bằng người ta cho được? Người ta buông xuống vạn duyên. Thiên Thai viết, Tông Thiên Thai thường nói, nhược dĩ không huệ, chiếu chư thiền định, chủng chủng pháp môn, xuất sanh, nại chí, vô lượng tam muội. Kim kinh ư, nhi hiện diệt độ hạ, kế ngôn đắc vô sanh, vô diệt chư tam ma địa, biểu chư đại sĩ, tuy thị niết bàn chi tướng, nhi thật thị bất sanh bất diệt, bình đẳng trường trụ chi như như pháp thân, thị chư đại sĩ hàm thị đức tuân phổ hiện, tùng quả hướng nhân giả giả. Cụ Hoàng Niệm Tổ dùng câu nói của Tông Thiên Thai để tổng kết đoạn nói về Tam Ma Địa. Ý nghĩa rất viên mãn. Thiên Thai gia cũng chính là Tông Thiên Thai.
Như chúng ta thường gọi, họ tu hành lấy không huệ làm tâm. Tự tánh vốn trọn đủ trí huệ bát nhã, chiếu các thứ thiền định và các thứ pháp môn. Vì tám vạn bốn ngàn pháp môn, không pháp môn nào chẳng phải là tu thiền định. Nếu chẳng tu thiền định sẽ chẳng phải là Phật pháp. Mấu chốt tu hành trong Phật pháp là thiền định. Do giới đắc định, giới là tiền phương tiện, là công phu dự bị để tu định. Giới khiến cho chúng ta buông xuống dạng duyên. Hai bên thiện và ác đều không trụ, nhưng về mặt hiện tượng nhất định là đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện cũng chẳng chấp tướng, thì định huệ mới có thể hiện tiền. Nếu đoạn ác mà chấp tướng đoạn ác, tu thiện bèn chấp tướng tu thiện, sẽ biến thành phước báo nhân thiên. Đó chẳng phải là Phật pháp, mà là pháp thế gian. Hai bên đều chẳng trụ thì mới là Phật pháp, mới tương ứng với giới định huệ. Dùng không huệ để chiếu các pháp môn thiền định. Quý vị thấy, không huệ là huệ, thiền định là định, chủng chủng pháp môn là giới. Tam học giới định huệ trọn vẹn, xuất sanh cho đến vô lượng tam muội. Cổ đại đức thường bảo, một môn đã thông, hết thảy các pháp môn đều thông. Đạt được một môn tam muội, chúng ta dùng pháp môn niệm Phật. Đạt được niệm Phật tam muội thì vô lượng tam muội đều hiện tiền. Nếu chúng ta gặp một bà cụ niệm Phật, nếu cụ chẳng biết chữ, suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật hiệu, tay chẳng rời tràng hạt, Phật hiệu chẳng rời miệng, cụ thật sự đắc niệm Phật tam muội. Nếu quý vị hỏi cụ về Hoa Nghiêm tam muội, hay Pháp Hoa tam muội, quý vị thấy cụ có hiểu hay không? Có lẽ bà cụ chẳng nói với quý vị, bà cụ chỉ là A-di-đà Phật, bảo quý vị niệm A-di-đà Phật, nhưng cụ thật sự hiểu. Vì sao chẳng nói với quý vị? Nói với quý vị thì quý vị chẳng hiểu. Thật vậy, chẳng giả tí nào. Vì sao quý vị không hiểu? Quý vị tập khí phiền não quá nặng, không nói với quý vị mà khuyên quý vị niệm Phật. Đó là thật sự từ bi, là trí huệ chân thật. Lời ấy là thật ư? Thật đấy. Tôi có lý do để tin tưởng. Vì sao? Dưới tòa ngũ tổ, lục tổ Huệ Năng Đại Sư nghe ngũ tổ giảng Đại Ý Kim Kim Cang, giảng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, bèn quát nhiên khai ngộ. Ngộ ấy là gì? Tam học giới định huệ viên mãn. Trên đường lánh nạn, Ngài gặp tỳ kheo ni Vô Tận Tạng.
Vị tỳ kheo ni này rất dụng công, suốt đời thọ trì Kinh Đại Niết Bàn. Kinh Đại Niết Bàn có hai bản dịch, đều rất dài. Một bản gồm 40 cuốn, loại kia gồm 36 cuốn. Huệ Năng Đại Sư nghe bà ta niệm kinh. Sau khi bà ta niệm xong, Huệ Năng Đại Sư giảng ý nghĩa cho Ni Sư nghe. Ni Sư nghe xong, vô cùng hoan hỷ. Do vậy chúng ta quyết định chớ nên xem thường những bà cụ chỉ biết niệm A-di-đà Phật, dường như chuyện gì cũng không biết. Thật ra họ không muốn nói cho quý vị biết. Vì sao? Đúng là quý vị nghe không hiểu. Nếu quý vị đạt tới trình độ như tỳ kheo ni Vô Tận Tạng, họ sẽ thật sự nói với quý vị. Vì sao nói? Nói với quý vị sẽ hữu dụng, quý vị khai ngộ. Nếu quý vị chẳng khai ngộ, người ta chẳng nói với quý vị. Chẳng giảng cho quý vị, giảng để làm gì? Lời lẽ thừa thải. Phật Bồ Tát giảng kinh khế cờ khế lý. Lý là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh. Họ đã chứng đắc lý ý. Khế cơ là phù hợp với trình độ của bản thân quý vị. Đến khi nào sẽ giảng cho quý vị? Khi quý vị mấp mé khai ngộ. Khi quý vị sắp ngộ mà chưa ngộ được, bèn chỉ điểm một chút, quý vị liền quát nhiên đại ngộ. Chẳng phải là lúc quý vị sắp ngộ mà chưa ngộ được, bèn chẳng dùng phương pháp này. Dùng phương pháp này sẽ phí công, chẳng có hiệu quả. Nên bảo là nói lời thừa. Nói lời chẳng nên nói. Vì thế các ngài quán sát căn cơ. Do pháp môn Tịnh Tông thù thắng khôn sánh, khi người ta thành tựu bèn đạt tới cảnh giới ấy. Pháp sư giảng kinh thuyết pháp hướng về người ấy thịnh giáo, họ sẽ khách sáo A-di-đà Phật, chẳng nói với quý vị. Vì sao? Quý vị vẫn chưa đạt đến cảnh giới ấy. Nếu quý vị thật sự đạt đến cảnh giới ấy, quý vị thấy người ấy có giảng hay không? Chúng ta liễu giải chân tướng sự thật này, hiểu đạo lý này, có dám khinh mạng chúng sanh hay không? Không dám. Đối với hết thể chúng sanh phải có tâm tôn kính, tâm cung kính. Đó là chánh xác. Khinh mạng người khác chính là khinh mạng chính mình. Quý vị thấy chư Phật Như Lai, quý vị thấy thánh hiền thế gian như Khổng Tử, Mạnh Tử, theo kinh sách ghi chép, họ khiêm hư đối với người khác dường ý. Chư Phật Bồ Tát lại càng chẳng cần phải nói nữa. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, khi khất thực, có lúc gặp kẻ ăn mày, kẻ ăn mày đáng thương lắm. Biết chính mình chẳng tu phước, do trong đời quá khứ chẳng tu phước, đời này mới bần cùng, biến thành kẻ ăn mày. Kẻ ấy thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vô cùng hoan hỷ. Vì sao? Phật là đấng có đại phước đức. Kẻ ấy ở bên ngoài xin được một chút cơm, bèn cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật món cơm ấy để tu phước. Quý vị thấy Thích Ca Mâu Ni Phật rất cung kính họ, chẳng xem thường họ. Đúng là tâm bình đẳng, tâm từ bi đối đãi hết thảy chúng sanh, tiếp nhận cúng dường. Khai thị cho họ, chỉ dạy, giúp đỡ họ.
Phật Bồ Tát là như vậy đó. Đó là những điều chúng ta phải học trong cuộc sống hàng ngày. Phải dùng tâm bình đẳng để đối đãi hết thảy chúng sanh. Chúng sanh có phân biệt, chúng ta phải học theo Phật Bồ Tát chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, không có cao thấp. Thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật Bồ Tát, đó là đúng. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói rất nhiều lần, hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Ở đây cụ Niệm Tổ dùng câu này của Ngài Thiên Thai. Kim Kinh Ư Nhi Hiện Diệt Độ Hạ, tức là sau phần tám tướng thành đạo. Chúng ta thấy câu kim giang đầu tiên là đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa. Chẳng phải là đắc một môn niệm Phật tam muội, mà là đắc chư niệm Phật tam muội. Ở đây là biểu thị pháp, biểu thị các đại sĩ đại đức tham dự pháp hội thuyết pháp thuở ấy của Đức Thế Tôn. Đều là pháp thân Bồ Tát. Tuy thị hiện tướng Niết Bàn trong thập phương thế giới, nên dùng thân Phật để đắc độ, thì họ đều có năng lực hiện thân Phật để thuyết pháp. Hiện thân Phật chắc chắn đều là hiện tám tướng thành đạo. Do vậy, tuy thị hiện tướng Niết Bàn, nhưng thật ra bất sanh, bất diệt, bình đẳng thường trụ, như như pháp thân. Giống như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, thuận theo tâm chúng sanh mà ứng với khả năng lãnh hội của họ. Các ngài thị hiện trên thế gian vì muốn giúp đỡ chúng sanh, chẳng phải vì chính mình. Chính mình đã thành tựu viên mãn. Trong phần trước chúng ta đã học rất nhiều. Các ngài xác thực đã minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là bất sanh bất diệt, bình đẳng thường trụ, như như pháp thân. Pháp thân là gì? Chẳng còn coi nhục thân này là thân của chính mình, mà lấy vạn sự vạn pháp trong khắp pháp giới hư không giới làm thân của chính mình. Bởi lẽ pháp thân thường trụ, thân này chẳng thường trụ, có sanh có diệt. Vũ trụ chẳng có sanh diệt. Khắp pháp giới hư không giới bất sanh bất diệt. Pháp tánh bất sanh bất diệt, pháp tướng cũng bất sanh bất diệt. Nhưng phải hiểu pháp tánh là thật, pháp tướng là giả. Pháp tánh là có thể sanh, có thể hiện. Pháp tướng là cái được sanh, cái được hiện. Năng và sở là một không hai. Trong phần trước chúng ta đã học rất nhiều, trong Kinh Hoa Nghiêm còn học càng nhiều hơn nữa. Tánh và tướng như nhau, tánh và tướng chẳng hai. Cớ sao chúng có sanh diệt? Đạo lý bất sanh bất diệt rất ư là sâu.
Hiện thời các nhà lượng tử lực học, đây là một ngành khoa học tiên phong. Họ đã phát hiện bản chất của vật chất. Vật chất rốt cuộc là gì? Đó là phát hiện gần đây nhất. Thưa cùng quý vị, phát hiện gần đây nhất của họ đã được Đức Phật nói rất rõ ràng trong kinh điển từ 3.000 năm trước. Nhưng các nhà khoa học đến nay mới phát hiện. Nói giống như Đức Phật, chứng tỏ Phật là một đại khoa học gia. Đi trước họ 3.000 năm. Phát hiện mới mẻ của họ vẫn chẳng thể trình bày rõ ràng như Đức Phật. Họ phát hiện bản chất của vật chất chẳng tồn tại. Điều này giống như trong kinh Phật đã nói. Kinh có nói Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát, hai vị đối đáp để cho chúng ta nghe. Chúng ta phải hiểu điều này. Đức Phật hỏi, tâm hữu sở niệm. Chúng ta khởi lên một niệm tâm, đó là hữu sở niệm. Dấy lên một ý niệm, chúng ta biết ý niệm ấy. Chúng ta dấy lên thiện niệm, hoặc là dấy lên ý niệm. A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật. Trong ý niệm ấy có bao nhiêu tế niệm? Tức là ý niệm di tế. Có bao nhiêu tướng? Tướng là hiện tướng, là vật chất. Có bao nhiêu thức? Này chúng ta gọi thức là hiện tượng tinh thần. Tướng là hiện tượng vật chất. Đức Phật nêu câu hỏi như thế. Di Lặc Bồ Tát trả lời, một cái khẩy ngón tay. Thời gian của một cái khẩy ngón tay rất ngắn. Trong một cái khẩy ngón tay có bao nhiêu tế niệm? 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là 10 vạn. Đó là đơn vị. 32 ức nhân với 10 vạn thành 320 triệu. Một cái khẩy ngón tay có 320 triệu. Các vị khẩy thử xem, trong một giây có thể khẩy bao nhiêu lần? Tôi khẩy khá chậm. Tôi tin tưởng đại khái là nhất định có người khẩy nhanh hơn tôi, khẩy được 5 lần. Tôi có thể khẩy 4 lần. Một giây khẩy được 4 lần. Khẩy 5 lần thì hiện thời dùng giây làm đơn vị. Trong một giây khẩy 5 lần thì trong một giây ấy có bao nhiêu niệm? 1.600 triệu. Tức là 1.600 triệu niệm. Bồ Tát nói, niệm niệm thành hình. Hình là hiện tượng vật chất. Hình đều có thức. Thức là hiện tượng tinh thần. Nói cách khác, hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất vĩnh viễn chẳng tách rời. Do đâu mà có? Từ ý niệm mà có. Hiện thời chuyện này đã được các nhà khoa học phát hiện. Các nhà lượng tử lực học nói trong vũ trụ chẳng có vật chất tồn tại. Vật chất là chuyện như thế nào? Là ý niệm của con người, tức là niệm đầu. Ý niệm tích lũy liên tục sanh ra hiện tướng. Nó là tích lũy. Quý vị thấy trong một giây là bao nhiêu? Theo lời giảng của Di Lặc Bồ Tát, trong một giây có 1.600 triệu. Tích lũy mà.
Trong một giây chúng ta có thể thấy rõ ràng, có thể trông thấy hiện tượng tích lũy của 1.600 triệu niệm. Đối với mỗi tế niệm trong 1.600 triệu ấy, chúng ta không có cách nào trông thấy, vì nó quá nhanh. Ắt phải là hiện tượng liên tục thì chúng ta mới có thể thấy. Nếu chẳng phải là hiện tượng liên tục, về căn bản chúng ta sẽ chẳng cảm thấy nó tồn tại. Đây mới là thực sự hiểu rõ vật chất rốt ráo là gì. Hiểu rõ vật chất do đâu mà có. Họ nói vật chất là từ trong không sanh ra có, tốc độ lại còn hết sức nhanh, nhanh hơn tốc độ của ánh sáng và dòng điện. Tốc độ của ánh sáng hay tốc độ của dòng điện đều chẳng thể sánh bằng. Ánh sáng và điện cũng đều là hiện tượng vật chất. Họ tổng kết những thứ khác nhau muôn hình muôn vẻ nhiều ngần ấy trong vũ trụ, hoàn toàn do tần số dao động khác nhau. Họ nêu thí dụ, tần số dao động chậm nhất biến thành đá, biến thành các kim loại nặng. Đó là tần số dao động chậm. Đối với cái được họ gọi là chậm ấy, chúng ta không có cách nào nhận biết. Vì cái được họ gọi là chậm ấy vẫn nhanh hơn điện và ánh sáng. Chúng ta phải biết chậm là như thế đó. Nhanh hơn một chút liền biến hóa thành hoa cỏ cây cối, biến thành da thịt của động vật chúng ta, tương đối mau hơn một chút. Chẳng giống như đá hoặc kim loại nặng. Nhanh hơn thì giống như cái gọi là sóng điện trong hiện thời, tức là sóng vô tuyến điện. Sóng ánh sáng càng nhanh hơn. Nếu là tần số dao động khác nhau mà tạo thành các hiện tượng khác nhau, các hiện tượng ấy toàn là huyền tượng, có cùng một ý nghĩa. Như Kinh Phật đã nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Các nhà khoa học gia hiện thời đã hiểu phần nào ý nghĩa kinh văn Kinh Kim Cang. Thật sự liễu giải ý nghĩa lời Phật dạy, liễu giải chân tướng sự thật toàn là do ý niệm biến hiện. Vì thế, đối với những câu nói ấy trong Kinh Phật, chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ, thời thời khắc khắc ghi nhớ. Hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng, tâm tưởng là ý niệm. Ý niệm của chúng ta là thiện. Hết thể cảnh giới chẳng có thứ gì bất thiện, đều là thiện. Ý niệm của chúng ta bất thiện, chẳng có thứ gì là thiện. Chúng ta phải nghĩ, đầu tiên là nghĩ thân mình đúng như Đức Phật đã nói, tướng do tâm sanh. Tướng của chúng ta giống như Bồ Tát, Kim Cang bất hoại thân, vĩnh viễn chẳng có phiền não, chẳng có vọng niệm, là tướng Bồ Tát. Chỉ cần dứt diệt niệm ấy là được rồi. Vọng niệm và ý niệm bất thiện đều dứt hết, hoàn toàn giữ thiện niệm. Thân tâm khỏe mạnh, trăm bệnh chẳng sanh. Có đồng học đã hạ tải một bản tin từ Internet đưa cho tôi xem. Ở Ấn Độ, gần đây đã phát hiện một loại virus gây bệnh truyền nhiễm, đã truyền tới Úc. Nghe nói tại Hương Cảng đã có một trường hợp, tức một ca bệnh. Dự đoán căn bệnh truyền nhiễm ấy có thể lan truyền khắp thế giới.
không có chất kháng sinh nào hữu hiệu để ngăn ngừa. Nói cách khác, không có thuốc trị, mắc phải bệnh ấy ước chừng 3-4 giờ sẽ chết. Nhanh như thế đó. Rất đáng sợ. Năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới đã loan tin này. Chúng tôi đã thấy bài báo ấy. Nhưng cũng có tin tức cho biết có thể là chúng ta sẽ không bị lây nhiễm. Người như thế nào? Người tâm thái tốt đẹp, người niệm Phật ăn chay, người tâm địa thiện lương sẽ không bị lây nhiễm. Chúng ta có thể tin tưởng hay không? Có thể. Kinh Phật có nói đạo lý sau đây. Tà chẳng thắng chánh. Loại virus đó là tà, là tà ác. Tâm quý vị chánh, nó sẽ chẳng thể xâm phạm quý vị. Hiện thời y học nói tới khả năng miễn dịch. Thì khả năng miễn dịch là gì? Tâm địa thanh tịnh, thiện lương, ăn chay, không sát sanh, không kết oán cừu với các chúng sanh. Loại virus ấy đến báo cừu. Hiện thời niệm Phật thì phải thật sự niệm Phật, thật sự học Phật thì mới được. Nếu dạ dội sẽ không xong. Khi dạ dội, quý vị vẫn có thể bị virus lây nhiễm. Nếu quý vị thật sự là người học Phật, tâm địa thiện lương, giống như người niệm Phật chúng ta, niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, chẳng có ý niệm thứ hai. Virus sẽ chẳng thể quấy nhiễu người như vậy được. Vì thế, khoa học đã chứng minh, Phật Bồ Tát đã chứng minh, điều trọng yếu là chúng ta cũng phải học theo các vị đại sĩ Đức Tuân Phổ Hiền. Từ quả hướng đến nhân chúng ta chưa làm được, chúng ta vẫn chưa chứng quả, nhưng chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực học tập. Đức Tuân Phổ Hiền, học tập Phổ Hiền Bồ Tát thì điều đầu tiên là lễ kính chư Phật, đối đại hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật phải có tâm cung kính. Đó là chẳng xác. Vì sao? Pháp tánh của vạn sự vạn vật là chân Phật. Nơi hữu tình gọi là Phật tánh, nơi vô tình như thực vật và khoáng vật thì gọi là pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là một tánh, chẳng có chút sai biệt nào. Chúng ta lễ kính là đối với pháp tánh. Ngay trong pháp thế gian cũng nhấn mạnh lễ kính. Quý vị thấy lễ ký, mở ra xem, câu đầu tiên là khúc lễ viết vô bất kính. Không có thứ gì chẳng phải là lễ kính, bất luận đối với người, đối với sự, đối với vật, tâm cung kính quan trọng hơn bất cứ gì khác. Trong Đệ Tử Quy, câu đầu tiên là phụ mẫu hô ứng vật quản. Có rất nhiều đồng tu nói thẳng với tôi, cha mẹ đều mất cả rồi, cha mẹ cũng chẳng gọi họ, vậy là có thể không cần phải đáp lời. Tôi nói quý vị đã hiểu ý nghĩa này,
một cách cứng ngắc mất rồi. Cha mẹ nói trong câu ấy là một thí dụ, tức là người thân thiết nhất của ta. Họ gọi quý vị, lẽ nào quý vị chẳng đáp ứng? Mở rộng ra, bất luận ai gọi quý vị đều phải trả lời. Đó là gì? Lễ phép. Là lễ kính chư Phật của Phổ Hiền Bồ Tát. Khi có ai đó gọi, dẫu nghe mà giả vờ chẳng nghe thấy, chẳng quan tâm đến, đó là thiếu lễ phép, sai mất rồi. Học sống động, vận dụng sống động, chứ nên học chết cứng. Không chỉ là đối với cha mẹ, mà anh em của quý vị gọi cũng chớ nên không đáp ứng. Bằng hữu càng lại chẳng nên không đáp ứng. Hả, có đạo lý ấy? Quý vị học ở chỗ nào? Sống động, hoạt bát. Học sống động, vận dụng sống động. Đệ tử quy chỉ nêu lên tổng cộng 113 chuyện làm gương. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ nói 10 điều. Quý vị thấy người ta biết vận dụng, người tiểu thừa biết dùng, biến 10 điều thành 3.000 điều. Đại thừa Bồ Tát càng linh hoạt hơn, biến 10 điều thành 8 vạn 4.000 điều. Hà có khô khan dường ấy? Giáo huấn của thầy là nêu ra cương lãnh, nêu lên những hướng dẫn tổng quát để vận dụng trong cuộc sống. Chính mình phải có trí huệ mở rộng, triển khai nó, triển khai thành vô lượng vô biên. Đều do chính mình sau khi học xong phải thật sự lý giải, dung hội quán thông, có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, ứng dụng trong công việc, ứng dụng trong xử sự đãi người tiếp vật, vận dụng toàn bộ. Do vậy phải học sự lễ kính của Phổ Hiền Bồ Tát. Đối đãi với bất cứ ai đều cung kính, không dám giải đãi khinh mạng, mà phải đối đãi giống như thấy Phật. Thậm chí trông thấy các tiểu động vật đều phải cung kính. Đối với muỗi, trùng, kiến, chúng ta đều chắp tay, gọi chúng nó là Bồ Tát. Bồ Tát kiến, Bồ Tát muỗi. Đối xử hòa thuận với chúng, đối đãi bình đẳng, quyết định chớ nên giết hại chúng. Chúng cũng là Phật, vốn là Phật. Biến thành hình dạng ấy là do lúc làm người đã tạo nghiệp quá nặng, nên mới biến thành hình dạng ấy. Chúng ta đã biết, lẽ nào chẳng tôn trọng chúng nó? Chúng nó có linh tánh, chúng ta tôn trọng chúng sẽ tôn trọng chúng ta. Chúng ta chẳng tổn hại chúng cũng chẳng tổn hại chúng ta. Đối đãi hòa thuận, hỗ trợ hợp tác. Xưng tán Như Lai. Quý vị thấy không dùng chư Phật mà dùng Như Lai. Lễ kính dùng chữ chư Phật, xưng tán dùng chữ Như Lai. Đó là vì trong xưng tán có sai biệt, tức là xưng tán tương ứng với tánh đức, chẳng tương ứng với tánh đức bèn chẳng xưng tán. Do lấy tánh đức làm tiêu chuẩn, lễ kính thì bình đẳng. Lễ kính đối với thiện nhân, đối với ác nhân cũng lễ kính, chẳng có phân biệt. Nhưng xưng tán thiện nhân, chẳng xưng tán ác nhân, mà cũng chẳng hủy báng kẻ ấy. Phải bao dung, chớ nên phê bình, chớ nên hủy báng. Nhất định phải liễu giải, vì sao kẻ ấy tạo những nghiệp bất thiện ấy? Do kẻ ấy nghiệp chướng rất nặng, tập khí rất sâu, chẳng gặp thiện hữu đến dạy họ. Phải có tâm đồng tình, chứ nên có tâm chỉ trích. Như vậy là tốt. Quán tu cúng dường, cúng dường là bình đẳng. Cúng dường thiện nhân, đối với ác nhân cũng cúng dường.
Chứ nên nói thấy kẻ ấy ác, không có cơm ăn, chúng ta có cơm, nhưng chẳng cho kẻ ấy ăn. Thấy họ rét mướt, chúng ta có quần áo nhưng chẳng cho hắn mặc. Chẳng thể được. Vì thế cúng dường là bình đẳng, lễ kính là bình đẳng, chỉ có xưng tán là sai biệt. Những điều này đều phải học. Học rồi phải hữu dụng thì mới được. Do lẽ đó, các vị Bồ Tát dự hội đều đã sớm thành Phật. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ ở đây, các ngài đến làm thỉnh chúng, làm ảnh hưởng chúng, có ý nghĩa như vậy đó. Do vậy các vị Bồ Tát ấy là từ quả hướng tới nhân, Tam Ma Địa học tới đây. Đoạn tiếp theo sẽ học về Đà La Ni. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tới chỗ này. A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.